Hơn 3.117 tỷ đồng là nguồn lực tỉnh Lào Cai đề xuất thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2025. Trong đó, ngân sách trung ương gần 2.230 tỷ đồng, còn lại là nguồn đối ứng ngân sách địa phương. Với nguồn lực này, Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu đầu tư 100% đường ô tô đến trung tâm thôn bản được giải nhựa hoặc bê tông, 85% số trường lớp học được xây dựng kiên cố, 98% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp, 97% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 nâng mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng lên 2 lần so với năm 2020, đưa 33 xã và 65 thôn của tỉnh ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.